Annyeonghaseyo. Xin chào các khán giả Hàn Quốc. Tôi là đạo diễn Nam Sito. Tôi là đạo diễn Bảo Nhân đến từ Gái già lắm chiêu 3. Gái già lắm chiêu 3 là bộ phim đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả Việt Nam trong thời gian vừa qua và đã xuất sắc giành được giải thưởng phim xuất sắc của năm. Và hôm nay thì chúng tôi rất tự hào được mang Gái già lắm chiêu 3 đến với khán giả của ASEAN Cinema Week. Thông qua tác phẩm điện ảnh này thì bên cạnh chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khán giả một Việt Nam rất là hiện đại, rất là văn minh, còn muốn gợi gắm đến quý vị một vùng đất đậm đà bản sắc dân tộc và rất là nhiều thắng cảnh nổi tiếng, đó là xứ Huế. Mong quý vị khán giả Hàn Quốc sẽ yêu thích bộ phim này như chúng tôi. Kamsahamnida.